tên là Dũng, mình là giám đốc công ty nông sản dược liệu Vàng Tây Nguyên. Hôm nay mình rất là bất ngờ khi mặc chiếc áo này để mà tham gia cái sự kiện lan tỏa yêu thương. Mình cũng là dân thể thao, thành ra là người cũng hay đổ mồ hôi. Tính hôm nay là đem một cái áo, thêm một cái áo với lại một cái khăn theo. Nhưng mà thấy cái áo này nó thấm hút rất tốt. Đấy, nó tạo mình cái cảm giác là khi mình đổ mồ hôi ra thì nó hút, nó cũng không có cần nữa. Thì rất là bất ngờ với cái chất liệu này. Cái thương hiệu mình thấy ở đây là Golden Lion. Dạ. Đây. Anh có thể quay phía sau cho tụi em thấy cái áo của được. Dạ. 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 Dạ.